Anh ơi, đây là thằng Tường Sủi, bạn em, hồi ở trại Xuân Lập ạ. Bây giờ như này nhá, tao sẽ đưa mày lên nhà ông chú tao làm gỗ, thì là có xe cộ qua lại nhiều, dễ ngụy trang hơn. Nhưng mà đi bằng cách nào? Thì mày cứ giả vờ mày là thợ xẻ gỗ xong rồi là lên xe đi thôi nhá. Đợi tao tí nhá. Ok. Chú ơi, đây là ông có đưa được ít tiền thì chú cầm tạm, chú xem giúp. Ít quá, không đủ tiền giao. Chú ơi, bọn cháu chỉ có từng này nữa thôi, mong chú giúp đỡ ạ. Sao mấy chú nhiêu khê thế? Trên xe có người sốt, cần phải xuống bệnh viện huyện gấp. Mấy chú làm mất thời gian quá đó. Lỡ anh ta mà lăn ra chết, ai chịu trách nhiệm? Đền mấy chú nha. Xe này sáng mới vào rừng đấy. Thôi, cho người ta đi. Thôi người đi đi. Cảm ơn nha. Tìm một chân lý, bao đôi mắt nhìn theo xem thường và dè biểu. Thầm lặng không xem Hà diễn cứ như thật đấy nhỉ. Trầm lặng ông nhọ nhà mình diễn như kiểu diễn viên chuyên nghiệp xem ạ. Mấy đứa tụi bay á, học ngay nói chứ học đâu. Vâng. Đơn vị mà có mấy đứa được như thằng này á, thì cánh tao có về hưu cũng yên tâm. À mà này, chiếc xe chở gỗ với taxi là thuê hết bao nhiêu vậy? Ô, sếp vừa cầm cả quyển tiền anh Triều đưa mà sếp vẫn còn hỏi tiền ông nữa ạ. Thôi, lên xe. Anh ghé vào đấy nhá, để em xử lý cái tay cho ông anh em. Ủa, bác ấy bị sao vậy? Đi săn, thế là ngã, súng cấp cò bắn vào tay. À, vậy à, gần đây có trạm xá nè, đưa bác ấy vào đấy. Dạ, dạ, em cảm ơn anh. Anh à, anh cố lên nhá. Cái thằng khốn này, mày làm cho anh em hồn vía lên mây, đỡ mày bị ăn đạn đêm đó rồi. Phúc lớn mạng lớn, chết làm sao được. Mày hay quá ha. Mà hôm bữa sao mày với ổng té được hay vậy? Hướng nào? Hướng nào anh? Đi thẳng đi. Cố lên anh. Cố lên. Cố lên nào. Tao chịu hết nổi rồi. Một tí nữa thôi, sắp đến cửa hang chưa anh? Chắc cũng sắp rồi. Thằng chó nào bắn tao, kỳ này qua khỏi, tao lấy cả vốn lẫn lời thằng nào bắn tao. Mẹ kiếp đâu. Hóa ra dưới căn phòng của em còn có một căn phòng khác. Dưới đấy có căn hầm bí mật được ngụy trang rất kỹ. Khi em với ông ấy trốn ra ngoài ấy, có thể là băng qua quả đồi, lúc thoát ra là ở cánh đồng. Chà, xem ra tai này cũng ghê gớm thiệt. Anh ơi, có khi anh lượn một vòng xem vòng ngoài như thế nào, có gì báo em. Ok, để anh đi ra ngoài mua ít đồ luôn. À, sẵn một hộp sữa nhé, tí tỉnh lại cho nó ăn. Ok. Dạ em nghe anh. Chiều ơi, có một xe biên phòng đang hướng về phía trạm xá của mình đó, mày dòng rút đi. Vâng, nhưng mà anh ơi, ông vẫn chưa tỉnh cơ. Không kịp đâu, nhanh đi. Dạ dạ dạ. Các đồng chí, lục soát kỹ. Báo cáo đồng chí, không tìm được đối tượng. Báo cáo đồng chí, đối tượng đã trốn thoát. Đề nghị đồng chí phối hợp với các cơ quan liên ngành chặn mọi tuyến đường. Các đồng chí, lên xe lục sục. Cho em về Mường Kim, gấp. Các làm về Mường Kim, không đi Hà Nội à? Nơi tối nhất là chân cột đèn, đi. Chào. Lô hàng đó là của một thằng có tên Toàn Kỷ Đốm. Thằng này có nhà máy đóng bánh trong nước.
thằng Trư chỉ là người kết nối với khách tàu, giao hàng, ăn phần trăm. Kênh giao dịch của chúng nó là thằng Huy Ản. Thằng này là chủ vũ trường ở Hà Nội. Bây giờ phải tính sao?